chia sẻ tiếp cái clip, chia sẻ cái clip quần bắt phối mà mang miệng túi hàng ếch nha mọi người. Đây là một cái thanh quần nè, đây là cái miệng túi hàng ếch nhưng mà chưa có hoàn chỉnh ha. Giờ chúng ta bắt cái phối này vào để hoàn chỉnh một cái thanh quần. Cái ở bằng này là ở dưới cái lai, còn ở trên này chúng ta có một cái độ xéo nè, thì cái đầu nhọn này là đầu xéo nè, là nó cao hơn, chúng ta bắt là về phía miệng túi. Phối với cái thân là nó phải cùng size, nó không cùng size thì nó sẽ không có khớp ha. Đây thì chúng ta bắt vào này, dưới lai nó phải bằng như vậy luôn ha, nó khớp thì nó sẽ êm như thế này. Và bây giờ là cái túi của mình đã hoàn chỉnh rồi, cái miệng túi nó phối vào cái thân quần rồi, nó sẽ tạo ra một cái miệng túi hàng ếch này. Giờ chúng ta sẽ bắt cái lót túi hàng ếch luôn nha. Cũng đi theo xa luôn nha mọi người, quần xa bao nhiêu thì cái lót túi cũng xa đến nhiêu thì nó mới khớp cái lót túi, nó mới khớp cái miệng túi của mình được. Bắt cái lót túi này ha, bắt bề phải nha mọi người, cái lót túi này vào cái miệng túi ha. Giờ chúng ta sẽ tiến hành diễu cái miệng túi này, diễu 5 ly. Chúng ta lật vào bề phải nè, lật cái miếng này qua bề phải nè, lật vào bên trong nè, chúng ta diễu bằng 5 ly ha. Cái chân vịt này chúng ta gắn bằng 5 ly nè, nếu mà ai không có chân vịt diễu 5 ly thì gắn bằng chân vịt thường, thì chúng ta tấn cái cục 500 vô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giữa cái miệng túi này 5 ly. Rồi chúng ta ôm cho sát ha, về là cho hết đó, thì là giữa ra 5 ly nè. Khi chúng ta dĩa ra 5 ly xong, chúng ta sẽ tiến hành đính cái lót túi, đính cái đáp vô cái lót ha. Cái đáp này của mình là nó sẽ có dấu bấm nè, thì cái dấu bấm này là ở trên lưng, còn cái này là ở bên cạnh sườn của cái quần ha. Chúng ta để cái dấu bấm này ngay cái miệng của cái túi. Rồi chúng ta khóa lại. Rồi ở dưới này cũng vậy ha, để đúng dấu chúng ta cũng khóa lại. Rồi chúng ta chừa hai đầu này, mỗi đầu 5 ly, để hồi nữa chúng ta vắt cái sổ, vắt sổ lót lại nha. Chứ nếu như chúng ta khóa hết lại là không có đất để vắt sổ lót. Chúng ta đã đính xong cái đáp túi rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành quay vách sổ đáp túi nha. Chúng ta cầm êm cái lót túi đó. Vách sổ lót túi này thì lúc đó lót túi của mình đã hoàn chỉnh là cái túi hàng ếch ha. Rồi khi chúng ta vách cái lót túi xong chúng ta sẽ hoàn chỉnh một cái túi hàm ếch, quần phối túi hàm ếch ha mọi người. Rồi mọi người vào xem clip của mình á, nếu mà yêu thích cái clip của mình chia sẻ thì mọi người hãy vào like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào.